để mọi người có thể là chặn cũng như là bỏ chặn một cái tài khoản hoặc là một bạn bè bất kỳ nào ở trên cái tài khoản Facebook của các bạn, thì các bạn sẽ thực hiện theo cái video này mình hướng dẫn nha. Thì trước tiên mình sẽ vào cái ứng dụng Facebook, sau đó mình sẽ tìm một người bạn bè bất kỳ nào các bạn muốn chặn. Một là các bạn có thể tìm kiếm ở trên cái ô tìm kiếm ở đây, các bạn gõ cái người mà các bạn muốn chặn ra. Ví dụ mình muốn chặn một cái người bạn bè nào thì mình sẽ vào trực tiếp trang cá nhân của họ, sau đó mình sẽ ấn vào cái dấu ba gạch ở đây, các bạn nhớ chưa, dấu ba gạch nhá, các bạn kích vào đó. Thì ở đây nó sẽ có cái mục, đó là mục chặn ở đây, thì các bạn kích vào mục chặn cho mình đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là có cái phần chặn đó, thì các bạn ấn vào chặn cho mình đấy, thì ngay lập tức nó sẽ chặn cái người đó thành công. Đó là cái trường hợp là các bạn chặn ở trên cái Facebook. Còn cái trường hợp các bạn đang nhắn tin ở Messenger, các bạn muốn chặn thì các bạn cũng sẽ ấn trực tiếp vào cái người. Ví dụ mình đang nhắn tin với người này, bây giờ mình đang muốn chặn họ, thì mình sẽ vào cái tài khoản Facebook của họ, sau đó các bạn sẽ ấn vào cái hình ảnh đại diện ở cái trang cá nhân của họ đây nha, các bạn kích vào. Đó, thì khi các bạn vào đây thì các bạn cũng kéo lên trên, nó cũng sẽ có mục chặn ở đây, các bạn nhớ chưa, mục chặn đây, thì các bạn cũng ấn vào mục chặn cho mình. Đó, thì trong này nó sẽ cho phép các bạn là hai lựa chọn. Thứ nhất là chặn tin nhắn và cuộc gọi của người đó. Cái thứ hai đó là chặn trên Facebook. Chặn trên Facebook là chặn những cái bài viết hoặc là tin nhắn và cuộc gọi đều cũng sẽ bị chặn nha. Cái ở bên dưới là nó sẽ chặn chung cho tất cả, còn ở bên trên chỉ là chặn tin nhắn và cuộc gọi thôi. Thì ở đây nếu các bạn muốn chặn tất cả thì các bạn sẽ chọn là chặn trên Facebook, các bạn ấn vào. Đó, thì sau đó các bạn ấn là chặn cho mình. Đấy, khi đó là các bạn đã chặn thành công nha. Đó là cách để hai cách để các bạn có thể chặn một cái tài khoản bất kỳ nào ở trên Facebook. Còn để các bạn có thể mở chặn ra thì các bạn sẽ thực hiện, các bạn sẽ vào cái app Facebook cho mình. Đây, các bạn vào app Facebook nha. Sau đó các bạn sẽ ấn vào nút menu ở bên dưới góc phải màn hình đây, các bạn kích vào. Đó, sau đó các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ tìm cho mình sang cái mục, đó là mục cài đặt và quyền riêng tư, các bạn kích vào đấy. Ở đây thì các bạn sẽ chọn là mục cài đặt ở đây nha, các bạn ấn vô. Đó, sau khi các bạn vào đây xong thì các bạn sẽ kéo lên trên. Các bạn kéo lên trên thì ở cái phần đối tượng và chế độ hiển thị ở đây thì nó sẽ có cái mục chặn ở bên dưới, các bạn nhìn thấy chưa? Mục chặn đây thì các bạn kích vào mục chặn cho mình. Đó, khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy toàn bộ danh sách những cái bạn bè mà các bạn đã chặn từ trước đến nay ở trên Facebook. Thì bây giờ các bạn muốn bỏ chặn bất kỳ ai thì các bạn sẽ tìm cho mình đúng cái link cũng như là tên của người đó, các bạn ấn vào chữ bỏ chặn ở bên cạnh là các bạn sẽ bỏ chặn thành công. Đây, ví dụ mình bỏ chặn Thúy Kiều thì mình sẽ kích vào bỏ chặn ở đây. Đó, các bạn kích vào bỏ chặn. Đó, khi các bạn chặn một người bất kỳ nào ở trên Facebook đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ hủy kết bạn với người đó. Thì khi các bạn họ bỏ chặn ra, các bạn muốn nhắn tin hay gì với họ thì các bạn phải vào các bạn kết bạn lại thì các bạn mới có thể là xem cũng như là nhắn tin với họ nha. Còn cái trường hợp các bạn không kết bạn thì coi như đó là một người lạ chưa từng quen biết bạn, thì các bạn cứ ấn bỏ chặn như vậy, sau đó các bạn ra bên ngoài, các bạn sẽ kết bạn lại với họ. Như vậy là các bạn sẽ trở thành bạn bè thành công ở bên ngoài nha. Thì video vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chặn cũng như là bỏ chặn một cái tài khoản bất kỳ Facebook nào của các bạn ở trên cái tài khoản Facebook. Thì các bạn thấy video mình hay và ý nghĩa, các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào các bạn ạ.